Đây là thời điểm mà Hồ Thị Hạnh, 23 tuổi, ngồi làm việc với công an vì được xác định là người điều hành đường dây các người mẫu nổi tiếng, sinh viên, diễn viên hoặc hồi hot girl bán dâm cho các đại gia ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 12 năm 2023, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, tức BC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện băng nhóm hoạt động môi giới mại dâm trên không gian mạng do Hồ Thị Hạnh cầm đầu liên quan đến diễn viên, hoa khôi, người mẫu bán dâm cho đại gia thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ BC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Thị Hạnh xây dựng hình tượng cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội với nhiều lượt theo dõi, thường xuyên phô trương cuộc sống sang chảnh, check-in, du lịch tại những nơi nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền nhằm chiêu dụ các cô gái trẻ lười lao động, hám lợi, lôi kéo họ tham gia vào đường dây mại dâm do Hạnh điều hành. Tính đến thời điểm bị cơ quan công an phát hiện, Hồ Thị Hạnh khai đã quản lý hơn 30 gái bán dâm, trong đó có các hot girl, sinh viên, hoa hậu, diễn viên điện ảnh, người mẫu ảnh nổi tiếng với giá bán dâm từ 14 triệu đồng đến 50 triệu đồng một lượt. Đến ngày 27 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp cùng Công an quận 5, Công an quận 10 kiểm tra hai khách sạn trên địa bàn quận 5 và quận 10, đồng thời tạm giữ nghi phạm Hồ Thị Hạnh cùng đồng phạm là Đậu Thị Liên có hành vi môi giới cho 4 gái bán dâm đến khách sạn để bán dâm cho khách. Cụ thể, kiểm tra tại hai phòng của một khách sạn trên đường Tô Hiến Thành ở quận 10, lực lượng chức năng phát hiện một người mẫu ảnh 23 tuổi và một cô gái 28 tuổi là hoa khôi một cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam đang thực hiện hành vi bán dâm với giá là 50 triệu đồng một lượt. Kiểm tra tại hai phòng của khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo ở quận 5, lực lượng chức năng phát hiện hai cô gái, trong đó một người hiện là sinh viên một trường đại học, một người là hot girl, bán dâm với giá 14 triệu đồng một lượt. Tại cơ quan công an, bốn cô gái bán dâm khai được Hồ Thị Hạnh và Đậu Thị Liên môi giới đi bán dâm tại khách sạn với giá từ 14 triệu đồng đến 50 triệu đồng một lượt. Nghi phạm Hồ Thị Hạnh và Đậu Thị Liên khai nhận liên hệ với nhiều cô gái trẻ đẹp là sinh viên, hot girl, hoa khôi, diễn viên, người mẫu ảnh. Sau đó gửi hình ảnh gái bán dâm có kèm bài báo lăng xê cho khách mua dâm nhằm tăng giá bán dâm và tạo cuốn hút cho khách mua dâm. Mỗi lần môi giới thành công, nghi phạm Hồ Thị Hạnh và Đậu Thị Liên được hưởng từ 4 triệu đồng cho đến 15 triệu đồng một lần. Ngoài việc môi giới mại dâm, nghi phạm Hạnh và Liên khai còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng cho các đại gia ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 29 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ Hồ Thị Hạnh và Đậu Thị Liên về hành vi môi giới bán dâm. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.